Kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Chào ngày mới sáng Chủ nhật ngày 15 tháng 8 của STV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian cho chương trình của chúng tôi hôm nay. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình sáng nay. Hãy đồng hành với chúng tôi tới phút cuối của chương trình và ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin tức vừa được tổng hợp. Chính phủ vừa ban hành nghị đị định số 77 quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 8 năm 2021 nghị định quy định rõ thời gian tính hưởng và thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên cụ thể thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên được xác định bằng tổng các thời gian sau thời gian giảng dạy giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập thời gian giảng dạy giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên bao gồm thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan tòa án kiểm sát kiểm toán thanh tra thi hành án dân sự kiểm lâm dự trữ quốc gia kiểm tra đảng thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội công an cơ yếu và thời gian làm việc được tính hưởng thâm niên ở các ngành nghề khác nếu có thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên vào nghề về mức phụ cấp thâm niên, nhà giáo tham gia giảng dạy giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ từ 5 năm được tính hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng, cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có. Từ năm thứ 6 trở đi, mỗi năm được tính thêm 1%. Phụ cấp thâm niên được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp để các địa phương doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh khu công nghiệp chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch đảm bảo sản xuất kinh doanh bộ y tế vừa có công văn đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố căn cứ vào các hướng dẫn của ban chỉ đạo quốc gia bộ y tế và đặc biệt là dựa trên đánh giá tình hình thực tế tại địa phương để hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch và phương án phòng chống dịch phù hợp hiệu quả các tỉnh thành phố cần chỉ đạo ban quản lý khu công nghiệp, ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan liên quan thống nhất kế hoạch và phương án phòng chống dịch của các đơn vị trên địa bàn đảm bảo vừa an toàn phòng chống dịch, vừa sản xuất kinh doanh và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương đơn vị. Tổ chức kiểm tra giám sát việc xây dựng kế hoạch và triển khai phòng chống dịch tại các đơn vị tránh trồng chéo để có biện pháp xử lý kịp thời và hiệu quả, đảm bảo hỗ trợ các đơn vị trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố có trách nhiệm chỉ đạo sở y tế hướng dẫn các đơn vị thực hiện xét nghiệm sàng lọc hàng tuần, ít nhất cho 20% người lao động bằng phương pháp RT-PCR, mẫu gộp hoặc test kháng nguyên nhanh khi có đơn vị chưa có ca mắc COVID-19, xét nghiệm ít nhất 50% người lao động khi có ca mắc COVID-19. Dự báo những tháng cuối năm 2021 tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Để đạt được mục tiêu đề ra, tỉnh Sơ La tiếp tục tăng cường khuyến khích thu hút đầu tư và các ngành công nghiệp có lợi thế của tỉnh, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu nhằm bứt phá thị trường trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu. Theo đó, tỉnh Sơ La tiếp tục triển khai các nhóm giải pháp tăng cường khuyến khích thu hút mời gọi các nhà đầu tư vào các ngành công nghiệp có lợi thế của tỉnh như là chế biến nông sản, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao phát triển điện năng lượng tái tạo, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại kết nối cung cầu thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển bứt phá thị trường trong nước, mở rộng thị trường xuất khẩu, từng bước phát triển thương mại điện tử, tăng cường quảng bá khuyến khích tiêu dùng sản phẩm nội địa, lựa chọn một số mặt hàng tiềm năng để thiết kế và thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại riêng cho những mặt hàng này và các thị trường, tiếp tục thu hút đầu tư các cửa hàng tiêu thụ sản phẩm nông sản, thực phẩm đặc sản của Sơ La, các điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Khuyến khích thu hút các nhà đầu tư phát triển hệ thống siêu thị, chợ đầu mối, chợ thương mại tại các trung tâm đô thị, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính để giảm thời gian thực hiện thủ tục và chi phí cho doanh nghiệp người dân, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Thực hiện nghị định 55 của chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn đã góp phần khơi thông nguồn vốn tín dụng vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Đây là nhân tố góp phần tăng giá trị sản xuất nông lâm nghiệp của tỉnh. Từ đầu năm đến nay, dư nợ cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn theo nghị định 55 của chính phủ đạt 23.005 tỷ đồng, chiếm 61,9% tổng dư nợ. Từ nguồn vốn tín dụng chính sách cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng ngành trồng trọt, tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi thủy sản và tăng tỷ trọng dịch vụ, hiệu quả đồng vốn đã tạo ra nguồn sản phẩm nhiều về số lượng tăng về chất lượng đảm bảo an ninh lương thực nhất là địa bàn vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số góp phần xóa đói giảm nghèo chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với quy hoạch và tiềm năng phát triển kinh tế của các địa phương hiệu quả nguồn tiến dụng trong nông nghiệp nông thôn cũng đã góp phần không nhỏ giúp người dân và doanh nghiệp có vốn đầu tư sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân khu vực nông thôn thúc đẩy tăng trưởng đối với ngành nông nghiệp thủy sản phát triển hợp tác xã cải thiện kinh tế hộ gia đình và xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, Sơn Lan đã có những bước phát triển rất tích cực trong sản xuất nông nghiệp, góp phần thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn có những hạn chế nhất định. Và thời gian tới, thì các cấp các ngành địa phương trong tỉnh sẽ tập trung triển khai thực hiện các đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, đề án phát triển lĩnh vực trồng trọt theo hướng an toàn và bền vững, phát triển chăn nuôi thủy sản, phát triển nông nghiệp hữu cơ, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã kiểu mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, thành lập khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đề án phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 cùng với quan tâm giả soát nghiên cứu sửa đổi bổ sung ban hành mới các chính sách thu hút thúc đẩy phát triển nông nghiệp tỉnh sơn la cũng sẽ quan tâm phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp nông thôn và hạ tầng thương mại ở nông thôn ngày càng hiện đại đảm bảo tăng cường liên kết vùng đáp ứng yêu cầu của sản xuất nông nghiệp bền vững đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành nông nghiệp khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn tăng cường cung cấp thông tin về các hàng rào kỹ thuật và thương mại đối với nông sản xuất khẩu thúc đẩy phát triển cụm công nghiệp, các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nhất là các ngành nghề sử dụng nhiều lao động, chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn. Với trên 20.000 ha mặt nước lòng hồ Thủy điện Hòa Bình và Thủy điện Sơn La, cùng hệ thống sông hồ nhân tạo khác, Sơn La hiện đang là địa phương có nhiều lợi thế để phát triển nuôi trồng thủy sản. Đến nay, sau hơn 10 năm tích nước, môi trường hồ Thủy điện Sơn La ổn định, hình thành hệ sinh thái đất ngập nước, hệ sinh thái hồ chứa điển hình tại vùng núi cao Tây Bắc Việt Nam việc đánh bắt nuôi trồng thủy sản đã trở nên thuận lợi, đem lại nguồn thu nhập chính cho nhiều gia đình ở các bản ven hồ. Ngoài ra thì vào mùa hồ sản nước, đồng bào dân tộc vùng ven hồ còn tranh thủ khai thác trồng cấy trên vùng đất bán ngập. Hiện toàn tỉnh có trên 8.000 ha nuôi trồng thủy sản, sản lượng ước đạt gần 9.000 tấn một năm. Một trong những mục tiêu mà Sơn La hướng đến là nuôi trồng thủy sản gắn với bảo vệ môi trường sinh thái và để phát triển nguồn lợi thủy sản hài hòa với bảo vệ môi trường sinh thái vùng hồ, tỉnh Sơn La cũng đã có những giải pháp nhằm đưa kinh tế vùng hồ các thủy điện, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng liên kết đồng bộ với các vùng kinh tế trong tỉnh, đồng thời khai thác hiệu quả các tiềm năng thế mạnh của vùng hồ gắn với phát huy, bảo tồn các giá trị hiện có, phát triển kinh tế cùng với phát triển văn hóa xã hội, giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng lòng hồ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những thông tin thời sự vừa được tổng hợp bây giờ thời lượng của chương trình sẽ dành cho câu chuyện ngày mới. Thưa quý vị và các bạn, từ nhiều năm nay thì cây cầu nối quốc lộ 4G với khu dân cư Bản Hải Sơn, huyện Sông Mã là niềm mơ ước của hàng trăm hộ dân nơi đây. Cây cầu Trường Khong hoàn thành và đưa vào sử dụng đã biến ước mơ của người dân hai bờ sông Mã thành hiện thực, góp phần tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện, thúc đẩy kinh tế của địa phương ngày càng phát triển. Với 20 hectare nhãn, mỗi năm hợp tác xã Hoàng Tuấn ở bản Hải Sơn, huyện Sông Mã thu hoạch trên 300 tấn quả tươi. Nếu như trước đây, hàng trăm tấn nhãn của hợp tác xã phải chia nhỏ để chở bằng xe máy ra điểm tập kết, thì từ khi có cầu trình khong bắc qua sông Mã nối quốc lộ 4G với bản Hải Sơn, không còn hình ảnh những chiếc xe máy chở các mặt hàng nông sản phải lưu thông qua cây cầu chật hẹp mà thay vào đó là những chiếc xe tải trọng lớn nối đuôi nhau vào bản để thu mua sản phẩm cho các thành viên của hợp tác xã. Sau khi Đảng và nhà nước đặc biệt là chính phủ đã quan tâm xây dựng cây cầu cứng cho cái vị trí Hải Sơn sang đường 4G. Đó là hiện nay mang tên là cây cầu Trường Khong nối liền vị trí của hai xã Trường Khong và Nàng Hữu thì cái việc giao thương rất là thuận lợi và những cái xe vận tải từ 5 đến 10 tấn có thể là đi sang để bốc xếp hàng hóa và bốc xếp những cái sản phẩm nhãn và quả nhãn tươi thì cần phải vận chuyển đi một cách rất là nhanh chóng cho nên rất thuận tiện. Cầu Trường Khong đưa vào sử dụng từ tháng 6 năm 2020. Đây là niềm vui chung của hàng trăm hộ dân khi việc đi lại giao thương vận chuyển hàng hóa của nhân dân hai bên bờ sông Mã đã thuận tiện hơn. Cùng với đó không còn nỗi lo mất an toàn giao thông trong mùa mưa lũ. Mấy năm về trước thì cái cầu nó không có thì vận cộng vận chuyển như bọn tớ là phải tăng bo xe từ bên này sang bên kia là thành chục cây số mới con nó mới tăng bo được sang. Đi đường cầu cứng của huyện sông Mã kia mới ra được sang như từ ngày có cái cây cầu này thì cái mua bán của bọn tôi là quá là dễ dễ thuận lợi cho việc mua bán của chúng tôi. À, rất là vui mừng khi là được đầu tư cây cầu này là rất là phấn khởi, người dân đi lại là tốt, kinh tế phát triển hơn anh ạ. Cầu Trình Khong, xã Trình Khong bắc qua dòng sông Mã, nối quốc lộ 4G với bản Hải Sơn có tổng chiều dài hơn 140m, chiều rộng 3,5m với tải trọng 16 tấn, được đưa vào sử dụng, đã phát huy tác dụng như mong muốn của cấp ủy chính quyền địa phương và người dân nơi đây có cái sự thuận lợi trong khi mà đáp ứng được cái cây cầu cứng mà đã uh, lối liền được hai cái bên bờ sông giữa đường quốc lộ 4G và khu vực bản Hải Sơn thì phải khẳng định là đến thời điểm này là cái việc giao thông hàng hóa cũng như đi lại của nhân dân là rất là thuận tiện. Cây cầu mang ý đảng được lòng dân đã nối nhịp cho những ước mơ còn chữ, kết nối giao thương là động lực để nhân dân hai bên dòng sông Mã vươn lên thoát nghèo, xây dựng quê hương ngày càng phát triển và có thể nói là việc cây cầu hoàn thành thì đi lại rồi là giao thương hàng hóa của người dân cũng được thuận tiện và an toàn hơn đặc biệt là mỗi khi mùa mưa lũ đến thì không còn nơm nớp nỗi lo như trước à, với sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền và nhân dân cùng với sự hỗ trợ của nhà nước chắc chắn niềm vui này sẽ lan tỏa khi ngày càng có nhiều cây cầu mới được đưa vào sử dụng phục vụ nhân dân trong tỉnh và khép lại câu chuyện ngày mới tại đây thì chúng ta sẽ cùng đến với mỗi ngày một việc tốt. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua cùng với làm tốt nhiệm vụ kép vừa bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19, những chiến sĩ bộ đội biên phòng cửa khẩu Lóng Sập, quản lý bảo vệ biên giới thuộc địa phận hai xã Lóng Sập và Trường Khừa của huyện Mộc Châu còn tham gia tích cực trong công tác khuyến học khuyến tài, chấp cánh ước mơ cho học sinh vùng biên. Đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập là đồn biên phòng đầu tiên của tỉnh Sơn La triển khai chương trình bữa sáng cho em tại điểm trường quốc Bát, xã Lóng Sập. Với tình yêu thương dành cho những mầm non của đất nước, cán bộ chiến sĩ đã bớt khẩu phần ăn của mình để dành cho các bé ở nơi biên giới tổ quốc. 80 em học sinh được các chú bộ đội nuôi cơm trưa, được ấm bụng hơn để tiếp thu kiến thức tốt hơn cũng xuất phát từ tình yêu thương dành cho những đứa trẻ vùng biên. Trong năm 2021, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu lóng sập còn triển khai xây dựng nhiều công trình ý nghĩa như bếp ăn, cổng trường, sân chơi, nhà vệ sinh tại các điểm trường khó khăn. Có cái lớp học mẫu giáo, tiểu học cũng như là được uh, uh, bàn giao và một số cơ sở vật chất là uh, nhà nấu ăn cho học sinh mẫu giáo chúng tôi tôi cảm thấy là rất là sạch sẽ mà rất là đảm bảo sức khỏe đối với cô giáo cũng như là uh, học sinh. Chương trình nâng bước em tới trường, mô hình con nuôi của đồn biên phòng cũng được các chiến sĩ ở đồn biên phòng cửa khẩu lóng sập thực hiện rất hiệu quả. Đơn vị là điển hình trong cả nước trong việc chấp cánh ước mơ đến trường cho học sinh đặc biệt khó khăn ở vùng biên giới. Đồn đã nhận đỡ đầu 11 em học sinh tại hai xã Lóng Sập, Trường Khừa, mỗi em được hỗ trợ 500.000 đồng một tháng. Đặc biệt, hai em Tráng Láo Tâm và Tráng Chi Nu có hoàn cảnh hết sức khó khăn, đã được nhận nuôi ở trong đồn, cùng ở, cùng ăn, cùng học với cán bộ chiến sĩ. Cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Long Sập có gửi gắm hai tứ yêu thương, với mong muốn là các cháu học sinh sẽ ngày càng lớn mạnh, phát triển cả trí tuệ, thể chất, lẫn uh, năng lực để sau này có thể trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước. Đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập cũng đang triển khai chương trình ươm mầm xanh biên giới vững bước tới tương lai. Với chương trình này sẽ có 60 em học sinh khó khăn, học giỏi được hỗ trợ cho đến khi các em học xong cao đẳng, đại học. Tình yêu thương vô bờ của những chiến sĩ biên phòng dành cho thế hệ tương lai đã đóng góp rất lớn cho công tác khuyến học khuyến tài của vùng biên giới vâng những việc làm thiết thực ý nghĩa của những chiến sĩ mang quân hàm xanh đã kịp thời động viên chia sẻ khó khăn giúp những học sinh nhà vùng biên có điều kiện đến trường và chương trình chào ngày mới của chúng tôi sáng nay cũng xin được khép lại tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi